sao nam hoa ngữ đình đám và scandal cả đời không muốn nhắc lại. Thứ nhất, Lộc Hàm giận dữ tranh cãi tay đôi với tài xế taxi. Khán giả khá bất ngờ trước một hình ảnh hoàn toàn khác của Lộc Hàm so với khi xuất hiện trước ống kính khi nam ca sĩ giận dữ tranh cãi với tài xế taxi. Theo đó, một tài xế taxi đã chở các fan cuồng bám theo anh trong suốt thời gian quay phim. Lộc Hàm đã rất tức giận, anh đi đến chỗ tài xế taxi và hét đi đi nhiều lần. Tuy nhiên, người tài xế kiên quyết không đi và trợ lý phải kéo Lộc Hàm, đưa anh trở lại xe để giữ hình ảnh cho anh. Thứ hai, Ngô Dược Phàm lộ ảnh nhạy cảm với bạn gái cũ. Ngô Dược Phàm từng bị một cô gái có nick Weibo là Tiểu Gna tự xưng là người yêu cũ đăng ảnh chụp tin nhắn qua lại thân mật giữa cả hai. Trong ảnh chụp tin nhắn, người bị nghi là Ngô Dược Phàm liên tục nói những lời nói ngọt ngào với cô gái. Anh sẽ nhớ em lắm bé cưng, rốt cuộc em thích ai? Em không được xăm, xăm là anh không yêu em nữa đâu, khiến hình ảnh nam ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó tiếp tục có cư dân mạng tiết lộ Ngô Dược Phàm khi còn ở Canada thường xuyên đi vui vẻ bên ngoài. Còn ở Hàn Quốc, hễ nhìn thấy fan nữ nào xinh đẹp, anh chàng sẽ tìm cách xin số. Ngô Dược Phàm còn từng bị cấm túc vì để lộ lịch sử tin nhắn với fan nữ. Thứ ba, Lý Dịch Phong bị chỉ trích vì nghiện sử dụng diễn viên đóng thế. Lý Dịch Phong vốn xây dựng cho bản thân hình tượng thanh niên nghiêm túc với tác phong làm việc chuyên nghiệp và chăm chỉ. Thế nên, ngay khi những ảnh sử dụng diễn viên đóng thế trong bộ phim Ma Tước vừa xuất hiện, anh lập tức bị chỉ trích không thương tiếc. Cộng đồng mạng ngay lập tức soi và phát hiện anh có nhiều lịch trình quảng bá xen lẫn trong thời gian quay phim. Cho rằng Lý Dịch Phong quá để tâm đến việc quảng bá mà không tập trung cho vai diễn, dù ở những cảnh quay đơn giản nhất. Cuối tháng 5 năm 2016, Lý Dịch Phong cũng gặp rắc rối khi gây tai nạn trên đường và làm hư hỏng nặng chiếc Lamborghini màu trắng trị giá hơn 1 triệu USD. Ngay sau đó, Lý Dịch Phong liên lạc với đơn vị bảo hiểm rồi bỏ xe lại hiện trường. Anh đi thẳng đến sân bay đáp chuyến sang Pháp dự sự kiện Monaco F1 Grand Prix. Được biết, chiếc Lamborghini mang biển số xe tạm thời của Lý Dịch Phong cũng đã quá hạn. Thậm chí tận 10 ngày sau vụ tai nạn đâm xe vào trụ cầu gây thiệt hại tài sản công cộng, phía nam diễn viên vẫn im tiếng. Thứ tư, Trần Vĩ Đình chụp ảnh nu cho đại gia Lưu Định Thành. Trần Vĩ Đình từng bị Lưu Định Thành tiết lộ đã làm người mẫu nu cho vị đại gia này vài năm trước. Thậm chí Lưu Công Tử còn nhớ rất rõ Vĩ Đình. Ông ta miêu tả nam ngôi sao này là một anh chàng trẻ tuổi, đáng yêu và ngọt ngào. Những scandal này bất ngờ đến dù lớn hay dù nhỏ đều đã được đính chính hay giải quyết, nhưng vẫn sẽ khiến con đường nghệ thuật của các sao nam này vì thế mà gập ghềnh hơn.